Mèo, anh yêu em. Mắc cỡ quá. Anh yêu em. Mèo, anh yêu em. Anh yêu em. Mèo, cạp nè, cạp nè. Cạp nè, cạp. Cạp nè. Em không yêu anh chết cho em coi. Hồi ngu gì chết. Không lẽ em thích da trắng à? Không chịu đâu, lấy anh đi mà. Em em à, hút cái coi. Hửi cái liếm nè. Ây da, ây da, ây da. Đi đâu vậy mèo? Đi nhậu. Đi không? Đi. Quán nào? Có cái quán câu kìa, bán đồ ăn ngon lắm. Món gì mà ngon? Thịt chó. Trời, anh mèo đi đâu vậy? Cho em đi theo với. Con đít ở nhà đi. Anh đi đâu vậy? Đi liếm chân. Vui quá. Đi chỗ khác chơi. Ê, thằng đen thui. Tao chỉ mới đen chưa bị thui nghe mày. Để anh liếm tay cho đỡ ngứa. Đỡ ngứa con khỉ. Làm ngứa thêm nè. Anh nghe nói em bị bệnh. Anh đi đi. Anh qua thăm đi. Em thấy bớt chưa? Bớt rồi. Mèo ơi anh buồn quá. Buồn cái da mày. Để anh liếm cho sạch nha. Sạch hay dơ thêm? Dơ. Anh nói cho mày nghe, trước khi ăn thịt mèo phải test kỹ hửi có bị hư không hay ăn. Mày nhảy thịt mèo hả? Ý trượt mỏ, xin lỗi nha. Yên hả? Không có ý. Mèo ơi, anh muốn em sinh con cho anh không hả? Tôi nhanh quất nhau ra con gì khùng. Mèo ơi, anh đang mơ hay đang tỉnh vậy? Đang mơ, đang mơ, đang mơ, đang mơ, đang mơ. Cho tôi hung tay cái game. Gì hả? Bà làm gì vậy? Gì nè, gì nè. Đi lại ta. Tôi tưởng cục thịt đi đâu chứ. Cũng yên như mày nữa. Anh biết lỗi rồi, mèo đừng giận nữa. Anh biến đi. Mèo ơi buồn quá, hay tụi mình búng dây thun đi mèo. Biến thái. Đi, bố nằm vuốt cái nhà. Cụ tổ nhà mày. Cho nằm chung với. Đi chỗ khác chơi. Cho nằm thôi, làm gì dữ vậy? Anh chắc Đức Hoa hiểu gì mà thơm vậy? Hiểu đó, nói em nghe anh đâu bậy bạ như mày đâu. Lâu em gặp nhớ. Liếm cái à. Thôi em mệt rồi. Hình như mày có mùi mèo, chứ không lẽ tao là chó. Liếm cho trắng, cho sạch. Liếm cho sạch, cho thơm nè. Để anh massage lỗ tai cho em nghe. Mỏ anh đau quá, em làm sao cho anh hết đau đi. Sương, 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 sương. Anh nhớ phải có trách nhiệm với em đó nghe chưa. Mèo ơi mèo, trời ơi, tao ngứa lưng quá mèo ơi. Trời sương. Nước mắt rơi một giọt.